Những ngày qua, vụ việc khách tố nhân viên quán xôi chè nổi tiếng ở Hà Nội chửi khách như con đang nhận được sự chú ý rất lớn từ phía cộng đồng mạng. Ngay sau khi nhận được thông tin, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hàng Bồ cho biết đã giao công an phường điều tra làm rõ cũng như mời chủ cơ sở lên làm việc. Ngày 3 tháng 12, bài viết của Nguyễn Duy Trung, 29 tuổi ở Hà Nội, chia sẻ về việc anh và em gái bị nhân viên của một quán xôi chè nổi tiếng, có cơ sở ở phố Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, lớn tiếng quát với lời lẽ thô tục, đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo lời kể của Trung, sau khi ăn xôi chè tại quán nói trên, trong lúc cả hai chờ đợi thanh toán, thì một nữ nhân viên khoảng ngoài 50 tuổi bê nồi xôi chè nóng từ trong đi ra, vừa đi vừa nói, nước sôi nước sôi. Em gái Trung nghe vậy đã biết ý, lập tức đứng lên để nhường lối đi. Tuy nhiên, vì không gian quán khá chật, khách đứng lên, nép người sang một bên, cũng không đủ khoảng trống để người nhân viên kia đi qua. Lúc này em gái Trung đã bị người nhân viên lớn tiếng quát thẳng mặt với lời lẽ thô tục. Sự việc xảy ra bất ngờ khiến Trung và em gái và những vị khách có mặt lúc đó không khỏi ngỡ ngàng, đứng hình vì không hiểu sao lại bị chửi kinh như thế. Sau đó, Trung lên tiếng tranh cãi với người nhân viên lớn tuổi đó thì tiếp tục nhận lại một câu chửi khác nặng nề hơn, vì khách này tiết lộ bản thân khi ấy thực sự bức xúc và phẫn nộ với thái độ, cách hành xử của người nhân viên và cả chủ quán. Thậm chí là khi anh lấy lại tiền thừa, họ cũng không hề lên tiếng xin lỗi hay có bất kỳ lời nói nào để khách thông cảm. Trung bức xúc nói, chủ quán và một số nhân viên khi ấy tuyệt nhiên không lên tiếng phân định đúng sai hay bảo vệ khách mà chỉ xua tay, giọng suy suy hất mặt ý bảo mình nhanh rời đi để khách khác còn vào. Về phía quán xôi chè, sau phản ánh của thực khách, đại diện của quán cho biết đã liên hệ với T để xin lỗi nhưng không nhận được phản hồi. Người này cho hay do quán đông không gian chật hẹp nên khó tránh khỏi xảy ra sự cố. Trung cho biết sau khi bài viết được đăng tải, một người nhận là chủ quán xôi chè trên đã nhắn tin xin lỗi qua Facebook. Tuy nhiên anh từ chối trả lời và không chấp nhận lời xin lỗi thiếu thiện chí này. Trung khẳng định chúng mình bị chửi một cách nặng nề, bẽ bàng ngay tại quán. Trước mặt rất nhiều vị khách khác nhưng lúc đó không hề nhận được lời xin lỗi nào. Giờ họ lại xin lỗi qua mạng mình sẽ không giải quyết bất kỳ việc gì qua tin nhắn cả. Liên quan đến vụ việc trên, ông Lê Minh Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hàng Bồ cho biết lãnh đạo phường đã nắm được thông tin thực khách phản ánh về việc nhân viên quán xôi chè nổi tiếng trên địa bàn văng tục chửi khách. Ông Đức đã giao công an phường Hàng Bồ điều tra làm rõ sự việc. Theo thông tin ban đầu, chủ cơ sở cho biết không chửi khách thậm tệ như phản ánh. Cơ quan công an vẫn tiếp tục sang mình.